Thưa quý vị, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân là một trong những nét mới trong phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Thông qua đó, mối quan hệ giữa đảng, nhà nước với nhân dân gắn bó mật thiết hơn, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy hơn. Thời gian qua, huyện ủy Hòa Vang đã thực hiện rất hiệu quả hoạt động này. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Từ đầu tháng 3 đến nay, huyện ủy Hòa Vang đã tổ chức thành công hai buổi đối thoại, hai cấp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân tại thôn Tà Lan Giàng Bí, xã Hòa Bắc và thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn. Các buổi đối thoại, bà con nhân dân đã kiến nghị rất nhiều nội dung trên mọi lĩnh vực, từ hỗ trợ đồng bào dân tộc tham gia cử tuyển vào hệ thống chính trị, hỗ trợ chính sách, xóa nhà tạm, nhà nghèo, cho đến hỗ trợ giao đất, giao rừng, đôn đốc các dự án, hỗ trợ giải tỏa đền bù, di dời tái định cư tại các khu vực nguy hiểm. Từ chỗ khu công nghệ cao lên đến đây là đi đến Đà Mũ Châu, là hết cái đoạn mà đi qua xã Hòa Bắc thì không có đường kết nối. Vậy thì chúng tôi đề nghị là các đồng chí lãnh đạo quan tâm, đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải là sẽ mở cái đường kết nối ở cái đoạn từ km 51 đến km 55 của đường La Sơn Tuy Loan để tạo điều kiện cho cái du lịch của Hòa Vang nói chung và du lịch của xã Hòa Bắc nói riêng thuận tiện. Vì nếu không có đường đấu nối là chúng tôi rất khó khăn. Thường là những ngày mưa to gió lớn, xã cũng có cái hỗ trợ là cho di dời ra ngoài trường mầm non ở ngoài kia, là cũng ăn ở vào buổi tối, là sợ là mình ngủ là nó sạt lở là không có, nhưng mà nó rất là bất tiện cho dân. Không chỉ giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe trực tiếp tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đối thoại hai cấp còn là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp thực tiễn. Hơn thế nữa, một số vấn đề người dân hiểu sai, lãnh đạo địa phương đã giải thích rõ. Một số vấn đề địa phương còn gặp khó khăn vướng mắc trong thực hiện, lãnh đạo cũng thẳng thắn thừa nhận, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân để người dân chia sẻ với chính quyền, nhờ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây là lần đầu tiên sau cái đại hội đảng bộ huyện lần thứ 17 là có những cái đổi mới là đối thoại hai cấp. Bà con rất là phấn khởi và vui mừng. Thông qua đây, bà con nói chung là thể hiện được qua tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với cấp lãnh đạo, đồng thời là lãnh đạo cấp trên nó gần gũi với bà con nhiều hơn. Đối thoại hai cấp là một trong những nội dung đổi mới nổi bật của huyện ủy Hòa Vang, góp phần thực hiện hiệu quả quyết định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Qua đó triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2025. Về cái đối thoại người đứng đầu cấp ủy là theo quy định của 11 của Trung ương, thì trên cơ sở quy định Trung ương thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng một kế hoạch rất là cũng là một cái đột phá, đó là chuẩn bị đối thoại hai cấp giữa huyện với xã để làm sao là giải quyết được những cái kiến nghị bức xúc người dân được cụ thể hóa nhất để cho hệ thống là người dân là tôn về cái giải quyết được cái từ cấp xã lên cấp huyện để mà cái bức xúc được giải quyết nhanh nhất và thời gian phù hợp nhất. Thời gian tới, huyện ủy Hòa Vang cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc đối thoại trực tiếp với những đổi mới trong cách thức triển khai nhằm đảm bảo tiếp nhận và giải quyết tối đa ý kiến của người dân. Không chỉ vậy, công tác theo dõi, giám sát việc trả lời và thực hiện đối với các vấn đề mà người dân quan tâm hầu đối thoại cũng sẽ được quan tâm, chú trọng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng các buổi đối thoại trực tiếp.